Trò chơi con gà là phiên bản cải biên lại của trò chơi con mực do ekip Lion thực hiện với mục đích vui chơi, kết nối các talent trong công ty. Luật chơi của trò chơi con gà vô cùng ngang ngược và thiếu công bằng với mục đích mua vui, gây cười và thỏa mãn âm mưu hãm hại những người chơi của một nhân vật đặc biệt. Nhân vật này chính là giám đốc của Lion mà trong suốt trò chơi này chúng tôi gọi là con gà. Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với chương trình là gì? Nếu mà sinh đôi có nghĩa là gì? Một người chết là chết luôn. Chị Lucy chỉ chơi dở lắm. Không, đừng có nói như vậy, chị Lucy không biết chơi luôn. Nghe một ý tưởng rất thông minh của chị Lucy. Chị Lucy nói tháo số 1 ra đi, số 00 là không biết. Hợp lý rồi mọi người, hợp lý rồi đó. Chào. Những cái gì đó. Mà đang quăng miếng lại á hả? Miếng người ta trôi qua rồi thì thôi đi thiệt á. Miếng này riết á hả, hư nghề hả? Đây là lần đầu tiên nhà chị ồn như vậy phải không? Đúng rồi em ơi, chị hồi hộp quá. Có lên đăng thông ngày hôm nay không nữa. Cực kỳ vui luôn. Đưa mật thư là phải rớt rớt vậy hả? Rồi, xe đây quay nè. Khoan mà cảm xúc gì như thế nào? Bất ngờ khi nhận được cái lời mời tham gia trò chơi. Không, gì cũng không có gì vui đâu. Ủa vậy rồi? Ủa cái giả trong gì rồi? Rồi, con gà. Ủa, cái này quen quá. Ủa, hình như coi rồi. Ủa, chơi không? Chơi. Ủa, chơi. Cười đi cho nó bung chỉ ra. Cái kịch bản đời phải như vậy không? Anh sẽ ở đó anh điều khiển mọi thứ. Em yên tâm có anh rồi. Thôi đừng khóc, bị sai kịch bản khóc. Bây giờ tức tới nỗi không nghe được điện thoại luôn kìa. Tay đâu mà nghe. Quen quen không? Quen. Chơi chơi không? 1710221. Là ngày hôm nay. Trời ơi, diễn cái nét bất ngờ luôn kìa. Trời ơi, wow, kịch bản của ai hay quá. Trời ơi, hay quá. Thôi gà vô đi. Bất ngờ nè, bất ngờ bác. Cái này quen nè. Cái này quen, gà quen nè, quen. À. Mà không chơi. Ồ, hay là bị bắt buộc luôn. Bắt buộc chơi. Sao quay tao? diễn lại. Ủa lúc người ta diễn tao không quay. Diễn lại mình chuyên nghiệp, mình diễn lại y chang. Quên thoại luôn. Không chơi. Mình không chơi được không? Ông chơi không được, bắt buộc chơi. Bắt buộc chơi. Bắt buộc chơi. Chết rồi, diễn xong không ai cười luôn. Ồ, cái mạng hồi nãy cười. Xong rồi đó. Ủa, muốn. Ủa rồi xong á hả? Chu cha. Quay cái cảnh này chứ rồi. Ta làm vậy thôi. Chu cha hay quá. Quay từ trước, quay trước. Từ. Ai mà tới trễ là phải trả tiền cái chầu ở dưới. Ba con gà không trả nữa. Thank you.
mặt ở đây với những bộ đồ thật đẹp. Không đẹp lắm. Thật đẹp. Đang vô nãy giờ. Vô rồi anh, vô đi. Vô rồi. Vô rồi. Không cần làm lại đâu, cứ diễn rồi đó, đang diễn rồi đó. Mình có tự nhiên lên mọi người. Và thành viên đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu đó chính là. Đây đây đây, ăn chưa? Sao mà bên kia ăn quá trời vậy? Không sao. Mấy quay không có tới đây. Mình tập trung đi anh, mình tập trung đi. Ok, bây giờ tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ giới thiệu đầu tiên là bé Ga. Chào mọi người. Chào mọi người. Mình là Michael Trương. Michael Trương. Michael Trương sẽ vào nhân vật bé Ga ngày hôm nay. Và tiếp theo đó chính là người kế bên. Tôi đi không biết nhìn mấy nào luôn. Xin chào tất cả mọi người. Ủa cái áo của em đâu? Dạ che rồi. Ủa sao vậy? Để trong cái game này có quyền được che cái chỗ này. Tại sao phải che cái chỗ đó vậy? Cái chỗ này mới là cái chỗ cần che. Miếng đó nha, miếng kỳ, miếng người mẫu băng kỳ quá. Để cho người ta thành một cặp. Má ơi, cặp kìa đó thôi. Đúng rồi, vậy Lucy nói đúng rồi. Chị. Và tiếp theo sẽ giới thiệu đó chính là chị Lucy. Đừng có chị. Đừng có chị Lucy thôi. Sao mà chị ở đây sẽ giới thiệu Lucy. Bé Lucy 32 tuổi. Bắt đầu quận 2. Không có xa gì hết trơn. Đó là gì vậy? 32 Dung. Đây là bé Nguyễn Thị Dung. 23 tuổi. Chị Dung 23 tuổi quận 2. 23 tuổi quận 2. Và số báo hành danh của ngày hôm nay đó là 067. 067 có ý nghĩa gì đến cuộc đời của mình à? Không. Không. 067. Đúng. 067. Là 067 cho mọi người. Mình qua được chưa ạ? Và một số 067 thế là không thể bại à. Giống nhau à. Tôi là một cặp chị em mọi người ơi. Mới tìm. Không. Tôi giới thiệu đi em. Như mọi người biết thì chị Lucy với Ngọc là chị em sinh đôi với nhau. Sinh đôi với nhau. Chị em mọi người ơi, mới tìm. Xin chào bé 067 thứ hai. Em tên là gì nhỉ? Xin chào mọi người, em là bé Mai. Bé Mai. Số 067 Long Xuyên là số Long Xuyên. Mai Long Xuyên, chào Mai Long Xuyên. Hôm nay em tới vì chuyện gì? Em tới theo diễn gì? Gì? Rồi, nhân nghiệp hồi nãy bé 456 này cũng đã lên tiếng. Thì sau đây chúng tôi xin được giới thiệu. FT đứng gần lại để cho bé nói thì vô mít chứ. Ủa? Đây. Em ghé một miếng. Thôi bệnh đi. Vậy vậy thôi, tại vì hồi nãy em cũng nói rồi, chắc mọi người cũng biết. Vậy thôi đó chị. Bé này mắc nợ bao nhiêu mà phải vô đây? Em nợ nhiều dữ lắm nên lắc mọi người. Đừng dí em nha, tội em lắm. Lý do tại sao em vô đây? Anh còn nữa em. Hết, ai ép em. Nói chứ em cũng không biết tại sao em có mặt ở đây nữa. Vậy thôi. Ủa? Ai, lấy mấy biết ai chết đầu tiên rồi. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Quốc Tưởng, em đến từ video ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em đến cái cuộc thi này với một cái niềm đam mê mãnh liệt. Cuộc thi hả? Dạ, cuộc thi mà. Đây là cuộc thi. Game. Cuộc game. Rồi em tin rằng em sẽ là người ra đi đầu tiên. Em sẽ là người ra đi. Nhưng mà mọi người có để ý là trong cái bộ phim Squid Game á, là 001 là người già nhất. Thì ở đây cũng vậy thôi. Tuổi tác không quan trọng, tâm hồn mới quan trọng. Ok, mặc lễ của mình. Cái gì? Ủa? Đây cũng không phải một à? Thấy chưa? Dám kêu người ta già. Mọi người ơi, hôm nay em đến đây em không nợ, mà em đến đây em đòi nợ. Chị Ngọc nợ em 20 ly trà sữa. Trời ơi. Cho nên là em tới đây để em đòi nợ chị Ngọc. Em chỉ mới lấy được 1 ly thôi, hy vọng 19 ly còn lại hết game em có thể cầm về. Quê quá bạn ơi, quê quá. Ai nói gì nói trước đi. Mình là Diệp Lê nha mọi người, mình là tiểu công chúa Vương quốc Bình Chánh nha mọi người ơi. Công chúa Vương quốc Bình Chánh. Chào mọi người, mình là Diệp Lê, mình là người sáng lập và đồng điều hành hệ thống ký ủng hộ của Giveaway Sin 2014. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy giới thiệu lại của cô gái tới đến từ quận 2 ạ. Không cần phải sexy như vậy. Chị nói gì nhẹ nhàng thôi nha.
nói nhẹ nhàng. Xin chào mọi người, mình không phải là 32, mình là 23 nha mọi người. Không đến chính giờ. Chưa có câu hay chào, câu hay chào trên TikTok đâu. Chưa có kênh mỗi lần mà livestream á, mình hay nói hello mọi người, Lucy đã trở lại đây. Mọi người ơi. Hả? Hay là ok. Mẫu 037 là một mẫu tâm huyết nhất cho bộ sưu tập này của Lucy nha mọi người. Mọi người mua liền đây, mua liền đây, cái này cũng dễ thương à. Mọi người nét nét điên, nét điên. Rồi, cảm ơn bây giờ có một cô gái nói rất là nhiều rồi à. Bây giờ chúng ta sẽ đến với 404 đến từ quận 4. Vì em đã nói rất nhiều nên xin phép không nói nữa. Cảm ơn mọi người. Xin mời bạn hỏi cho hỏi là bạn có liên quan gì đến công ty chúng tôi? Tôi chỉ là một khách mời được mời đến đây. Vậy đáng lẽ bạn phải là con gà. Không, nhưng mà tôi có một tài năng khác. Cho nên tôi được xuất hiện trong cái bộ đồ này. Đâu? Biểu diễn tài năng này. Đâu? Tài năng. Nguyễn Cao Thanh Thạch, nghệ danh SC Thanh Thạch, ông Hoàng Duy Vũ. Đừng có nghe mấy cái miếng này nhiều hư nghề hết á. Rồi thôi. Thôi thôi, con thẳng xong mà dành đến anh em công ty chúng tôi. Trả nhiều mít đi ạ. Đúng rồi, cái mít đang cầm. Cái mít đây ạ. Vô đi ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tôn Kinh Lâm. Mọi người trong công ty hay gọi mình là anh Lương Đức. Tên thật. Xin phép đó. Đó, anh Lương Đức đó. Rồi, cái gì Lương Đức? Anh Lương Đức. Đó, anh Lương Đức. Vậy cái lý do gì mà anh lại lấy tên Lâm? Đó chính là... Mà thôi đừng kể nữa dài với ông đó. Kể đi, sẵn tiện kể đi. Thôi, được rồi. Hai đứa đi ra quán cà phê. Đây, mình xin nhường mất nè. Xin chào mọi người, mình là Xuân Tiền. Tiền là một người chơi. Sao Tiền đến đây để kiếm tiền? It's so amazing. Chai là bỏ qua thứ. Không nha. Vậy cái này là bí quyết cho anh Tiền anh chụp này. Muối. Nhưng mà đó. Như này đâu đủ đâu, phải bịch to nghe. Vậy nên làm con gà. Vậy hai bạn nên làm sao gà. Bạn dương miệng. Ủa nói chứ bắt tới đây xong rồi mặc bộ đồ này xong rồi bây giờ làm cái gì vậy? Hôm nay chúng ta sẽ vượt qua 3 thử thách và sẽ tìm ra người chiến thắng duy nhất của trò chơi và nhận được phần thưởng. 10 người còn lại sẽ chịu phạt. Wow. Thì cũng như đã tự thông báo trước là trò chơi sẽ rất là dơ. Đâu có được thông báo trước đâu. Thông báo rồi. Cho nên là mọi người hãy chơi hết mình. Và nếu có thể hãy lôi kéo cái người bên cạnh mình dơ chung. Tại vì nếu mà mình dơ mà người ta sạch thì nó cũng không có fair lắm. Dạ. Ủa là trò chơi rất dơ nên chúng ta sẽ biết lớn rồi. Không lùng lên đội. Đầu tiên chúng ta sẽ chia đội nha. Chúng ta sẽ chia đội. Ở vòng 1, Michael Trương sẽ vào vai trọng tài để xử phạt những người chơi thua cuộc. 10 thành viên còn lại sẽ phải bốc thăm để biết mình thuộc đội 1 hay đội 2. Chơi trò gì thì tập sau ekip công ty sẽ hé lộ nha khán giả yêu. Ủa, tao nghe mày đúng không? Chờ cái nào? Cái nào đây? Mọi người ơi, chúng ta sẽ đi nhận diện. Chúng ta sẽ nhận diện. Thôi.